Người sống sót duy nhất vụ xe tải đâm vào núi. Người dân mang cả công nông đến hôi củ. Người sống sót sau khi xe tải đâm vào vách núi cho biết, khi cám được chuyển đi đã có rất đông những người dân đến hôi củ, thậm chí có người mang cả công nông đến lấy. Liên quan đến sự việc người dân lao vào hôi củ sau khi xe tải chở cám đâm vào vách núi đã khiến cho hai người tử vong tại xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình vào đêm 19 tháng 5, phóng viên đã có cuộc trao đổi với anh Bùi Duy Hùng, 44 tuổi, thành phố Điện Biên, là người may mắn sống sót trên xe tải sau vụ tai nạn. Anh Hùng cho biết, đêm 17 tháng 5, có anh cùng hai người nữa đi trên xe, chuyến xe chở hơn 21 tấn cám ở Hà Nam về Điện Biên để phân phối cho các đại lý. Khi xe lưu thông đến địa bàn xã Quy Hậu thì không may gặp nạn. Anh Hùng kịp thời nhảy ra bên ngoài nên may mắn sống sót, hai người còn lại thì tử vong trên cabin. Sau khi xe đâm vào vách núi khoảng 15 phút sau, các lực lượng chức năng bao gồm công an địa phương và cảnh sát giao thông tới để bảo vệ hiện trường và tìm cách đưa những người gặp nạn ra khỏi xe. Do cú va chạm mạnh đã khiến cho phần đầu xe bị hư hỏng rất nặng và rất nhiều bao cám từ trên xe rơi xuống đường và vỡ vỏ. Đến sáng sớm hôm 18 tháng 5, một số bao cám bị vỡ vụn, sợ đường trơn trượt nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông nên anh Hùng đã mượn bạt của người dân để che lại. Còn một số cám rơi vụn ra bên ngoài khu vực bạt thì cho người dân đến quét dọn và lấy đi. Đến khoảng tầm 9 đến 10 giờ sáng, có thêm xe tải đến để chuyển số cám này đi thì xuất hiện rất đông người dân, thậm chí có người mang cả công nông đến lấy. Lúc đó tôi không thể quản lý được vì người đang bị đau. Mỗi bao cám khoảng tầm từ 20 đến 25 kg, nên số lượng hơn 21 tấn cám là rất nhiều. Nhưng lúc ấy, khi người dân đến lấy, mình không thể quan sát hết được. Có người còn mang cám đi giấu ở các ống cống thoát nước, bụi rậm ở gần hiện trường để sau đó mang về nhà sau. Khi đó cả công an xã cùng người dân đã hô hoán không được lấy. Nếu lấy là vi phạm pháp luật nhưng không ai nghe cả, anh Hùng chia sẻ. Anh Hùng cũng cho biết thời điểm chuyển cám từ trên chiếc xe gặp nạn sang xe tải khác có khoảng từ 40 đến 50 người dân đến lấy cám. Khi đó anh Hùng nhiều lần lớn tiếng bảo người dân chờ chuyển cám xong còn những bao nào rơi vụn người dân quét lấy cũng được, nhưng không ai nghe. Anh Hùng ước tính số cám bị mất sau vụ tai nạn là khoảng hơn một nửa, tức là khoảng tầm 10 tấn. Trước đó trao đổi với phóng viên, ông Bùi Minh Cầm, trưởng công an xã Quy Hậu xác nhận có việc người dân đến hôi củ sau khi chiếc xe tải gặp nạn và cho biết hiện tại chính quyền địa phương chưa nắm được chính xác số lượng cám bị mất. Như đã thông tin, vào khoảng 0 giờ 45 phút ngày 18 tháng 5 trên quốc lộ 6 khu vực dốc Quy Hậu xã Quy Hậu đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi một xe tải chở cám đã lao vào vách núi. Vụ tai nạn khiến cho anh Quang Văn Kim, 31 tuổi, ở tỉnh Điện Biên và anh Trần Văn Dũng, 21 tuổi, ở tỉnh Thái Bình, tử vong ngay tại chỗ, còn anh Bùi Duy Hùng thì may mắn nhảy được ra bên ngoài nên thoát nạn. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã xã Quy Hậu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường cũng như cùng với đội cảnh sát giao thông công an huyện Tân Lạc đến tiến hành đưa người bị mắc kẹt trong cabin xe ra ngoài điều tra làm rõ vụ việc.